Chồng em thì còn nhỏ tuổi nên đầu cũng không có suy nghĩ gì á chị, không có để tâm để bụng, ý là không để tâm để bụng những cái chuyện đó. Chồng chị của nhỏ em tổn thương sâu sắc. Tết này là em thích chú không, thế là em cũng bị em với chồng em là ở bên nhau 24/24 suốt mấy năm nay luôn rồi, nên không có lúc nào mà xa cách nhau, nên là cái chuyện nó tần suất nó nhiều quá, nhiều khi em cũng mệt mỏi lắm. Rất là mệt mỏi, tại chồng em giống như là tuổi mới lớn. Tại sao những cái lúc mà yêu nhau á, không nói người ta là quái vật đi, không cần phải nói luôn, mà cái cảm xúc nó rất là nhiều luôn. Nhưng mà khi mà tại sao mình đã có với nhau gia đình với nhau rồi này nọ thì là cái tần suất lại phải về sống chung với nhau rồi. Những cái rất là hay là do mình gần gũi nhiều quá rồi mình cảm thấy chán. Giống như tôi mỗi lần chồng tôi lên tôi nhìn tôi thèm gần chết. Không, mọi người không biết nắm bắt cơ hội đó. Lúc nào tình yêu cũng như mới. Bản thân mình á là có nên chiều chồng những lúc mà chồng muốn gì không? Ví dụ như em thấy mệt lắm em mới từ chối thôi, còn có một chút thoáng qua trong đầu suy nghĩ, thí dụ như cái gì nó cũng dễ dàng quá thì người ta sẽ không có còn yêu thích nữa. Hay quá, em giống chị quá đó anh. Dạ. Em nghĩ vậy, thí dụ như trong tình yêu còn cái gì mà để cho người ta chinh phục. Là khi nào mà hồi xưa mà yêu nhau bồ bịch thì mình cũng có thể nói. Chị bẻ cua gắt quá, đâm ra nhiều khi ta bị sốc á. Mai mốt là người ta quen luôn người ta. Không, ví dụ như 10 lần thì mình cho treo mỏng. Xin hân hoan chào đón tất cả quý vị, và chúng tôi là Siêu Mom Siêu Tám. Và mình là Tuyền Mập, mình là Mom Màu Mỡ. Chăm vẫn như xưa, Mom cá tính. Là Thanh Trần, mình là Mom Lo Nhoi. Mình là Triệu Ái Vi, Mom Duyên Dáng. Và ngày hôm nay thì chị em của chúng ta sẽ không bàn về sắc đẹp nữa. Là bàn về đàn ông đúng không? Dạ không chị, đàn ông là mình tém tém mấy ảnh gọn qua một bên. Vậy có chuyện chăn gối với nhau rồi, chăn gối với nhau. Có những tại đó, bởi vậy có những ngày mình thích và có những ngày mình không thích. Đúng rồi, đó. Có hứng. Thì những ngày mình không thích, mình sẽ nói với cái người mà đang thích như thế nào. Trời ơi. Mình không muốn, mình không thích, mà cái người bên đây thích quá, muốn quá. Sắp vô một cái là sẽ, cũng như là dễ có những sự xích mích. Mà em không biết nói làm sao để cho chồng vẫn vui, đúng không? Mình từ chối làm sao cho chồng mình vẫn vui. Ok. Đó là em vấn đề đó là muôn thuở luôn. Làm sao mà trong cuộc sống mà lúc nào mình cũng sung mãn vậy hoài vậy? Lúc có khi mà mình cũng ngồi phải con vật đâu, người ngồi phải con vật đâu, người được thiếu. Ơi cái gì vậy? Phải đôi khi là như giống như là Thanh hình như là Thanh hơi tăng động, hơi mạnh dạn với từ ngữ quá. Đúng điểm nhột của ẻm hay gì? Nếu mà Lôi Nhoi vậy, tôi nghĩ là cái vấn đề mà vợ chồng á chắc có lẽ là Thanh nhoi hơn ảnh. Ảnh phải từ chối Thanh đúng không? Không có đâu chị. Đàn ông họ muốn thì họ mới làm được. Còn bản thân mình phụ nữ mình cũng có thể chiều trong khi mình không muốn. Ý là bản năng của đàn ông là phải như vậy rồi. Đúng rồi, bởi vậy đừng có dập tắt lửa của người ta. Nhưng mà mình cứ vậy hả? Không. À vậy hả? Mình đang sự lừa mà luôn hả? Như vậy nè. Chị nghĩ thì ví dụ như mình không muốn thì mình cứ nói thẳng ra là mình mệt hay là sao đó. Vậy thì có vẻ như là giống như là mình cự tuyệt quá. Đúng rồi. Chứ bình thường câu chuyện thật của các chị thì sao? Tôi vậy nè, tôi sẽ chia ra những mức độ đó. Thôi chị nói trước đi, chị người kinh nghiệm hơn em á. Đúng rồi đó, chị Đại ở đây á, chị là chị Đại rồi đó. Chị Đại. Không, thì lúc mà ví dụ như ổng muốn mà mình cảm thấy mình không muốn thì mình cứ nói thẳng hoặc là sáng bập tay thôi. Trời ơi chị, trời ơi chị vậy? Chị tạt cái gáo nước lạnh vô mặt người ta luôn á. Chị sáng bập tay luôn hả? Chị còn mạnh hơn em luôn á. Thôi, cái lúc người ta còn sung mãn thì không trân trọng, tới lúc mai mốt người ta lớn, người ta già người ta cũng không làm được. Kêu người ta cũng không làm, rồi bắt đầu đi giận hờn. Chứ mình phải nói cái cảm xúc của mình ra, mình mệt hay là mình sao đó, mình cứ nói ra cho chồng mình biết, chồng mình sẽ thông cảm cho mình thôi nếu như mà người chồng nào thật sự yêu mình. Ví dụ như chồng em là một người bằng tuổi em, còn trong độ tuổi trẻ trâu á chị, thì tới khi mà em kêu thôi mệt, tại sao em mệt, thì tại vì hôm nay em không có được khỏe, tại sao em không được khỏe, để cho không có hứng, tại sao không có hứng, còn cái nó hoài hồi nữa, cái xong tự nhiên không biết sao cái là hai đứa làm luôn rồi.
Chỉ có ông chị nó nói em dạng cái tim dễ dãi em ơi. Đúng rồi, em mệt cũng muốn. Thí dụ như mà em làm mạnh chị, em đạp nó hay hồi nó hay chồng gây lộn. Tại vì tính đất trẻ trâu. Bây giờ ấy sao nè? Trời, em định hỏi ấy bên kia chứ ấy có hỏi em. Ủa vậy hả? Ừ, ấy trước đi. Mọi người nhìn vô có nghĩ là em là một cái con người gọi là bổ bả, nhiều khi nói chuyện hơi bị mạnh dạn hay tạt nước lạnh vô mặt người ta, nhưng trong cái chuyện mà hai vợ chồng em phải nói là một cái người rất là mềm mỏng, yêu chiều và cũng như là rất là ngọt ngào nha. Khi mà bản thân em mà không muốn á thì em chỉ đơn giản em nói là bây giờ ngày hôm nay mình mệt, em mệt mà mệt vừa vừa á thì mình cũng nhắm mắt xuôi tay ủng hộ ảnh cho ảnh vậy đi, hiểu không? Tại vì mọi người là được ở gần chồng, em là thuộc cái dạng là tháng lên vài lần mình phải cố gắng xíu, cho dù mấy cái đó mình mệt mình chung cái lịch đi quay mình cũng phải chiều nhẹ ảnh một cái. Đó là cái một cái mức độ gọi là cố gồng được. Còn nếu mà mệt quá thì nói nhanh nhanh anh nha. Chứ tại vì nhiều khi mặn nó nói nhanh nhanh kỳ lắm rồi. Kỳ không phải. Tại vì không, cái đó mình điều tiết được đấy. Mọi người sao là, sao muốn đạp người ta luôn. Thôi đừng có nhanh mà. Không phải, nhanh hay không là do mình nữa. Mình phải kích thích của người ta bằng khứu giác, bằng thính giác, bằng thị giác. Mình phải làm như vậy tất cả cái để người ta nói đó, mau đến nơi. Mau đến nơi. Còn ví dụ mà ngày nào mình đuối quá thì mình chỉ nói vậy, không ấy cho em nợ đi, sáng mai em buồn nha, còn mấy ngày mai. Mình phải có một cái động thái gọi là vuốt ve cái nỗi đau của họ, nhưng mà đừng có vuốt những cái chỗ mà nhạy cảm quá để họ bị kích thích nữa. Nỗi đau cái gì trời, cái nỗi đau trong tâm hồn họ mình vuốt không chịu chứ mọi người. Còn ví dụ mà ảnh mà làm dữ quá nữa, thôi nè, phải sười tay thôi, thôi nè, thôi nè. Không biết tụi đem làm đi. Không thấy kìa. Còn chị ấy ấy cười hoài ấy. Mỗi lần chồng nói em muốn em sao? Nói chung là mọi người cũng biết là cái tên của em là duyên dáng, là dịu dàng nhẹ nhàng rồi, là chiều ghê lắm. Nói chung là anh Thái là công việc thường hay đi nhiều. Mà bây giờ nếu mà mình hôm đó mà ảnh có lỡ hứng mình thì không có thì mình cũng ráng thôi, thì là cũng vì chồng thì cũng chịu rồi, cũng khi mà ví dụ có gì thì cũng mình cũng phải nói là hôm nay em có những cái hơi mệt hay gì đó thì em cũng không như thường ngày. Trời ơi, lâm trận mà còn phải giải trình nữa sao? Không phải lâm giải trình, nhưng mà thường hay là xong cuộc đời hay nói chuyện nhau lắm. Xong thì đương nhiên cái anh Thái là tâm lý chứ không phải là không xong rồi thôi. Ảnh à, cái đó là ảnh muốn mà anh được rồi và ảnh đòi nữa, còn đây chúng tôi chỉ nói là muốn mà mình không chịu thôi. Là chị không có khái niệm từ chối không? Không có khái niệm từ chối luôn. Chưa một lần nào từ chối luôn. Tại vì nghĩ trong đầu là ảnh không có thời gian mà để ảnh gần gũi vợ con nhiều á, bây giờ mình còn từ chối nữa thì là sẽ làm mất đi cái cảm hứng của ảnh á. Với lại mình cũng bị thiệt thòi chứ bộ, hiếm lắm ổng mới có thời gian ổng tẩm cái. Được rồi đất ơi, ba chưa có một lần nào có từ chối luôn. Thì đó, một người phụ nữ là never say no mà, không bao giờ nói không hết trơn á. Mỗi lần mà Thanh đi, Thanh trước đi à, em mỗi trước. Mỗi lần mà Thanh nói không thì phản ứng của ảnh như thế nào? Chồng em thì còn nhỏ tuổi nên đầu cũng không có suy nghĩ gì á chị, không có để tâm để bụng, ý là không để tâm để bụng những cái chuyện đó. Chồng chị cũng nhỏ em tổn thương sâu sắc. Tết này là em từ chối không thôi. Không thế là em cũng bị em với chồng em là ở bên nhau 24/24 suốt mấy năm nay luôn rồi, nên không có lúc nào mà xa cách nhau, nên là cái chuyện nó tần suất nó nhiều quá, nhiều khi em cũng mệt mỏi rất là mệt mỏi. Tại chồng em giống như là tuổi mới lớn. Tại sao những cái lúc mà yêu nhau á không nói người ta là quái vật đi, không cần phải nói luôn, mà cái cảm xúc nó rất là nhiều luôn. Mà khi mà tại sao mình đã có với nhau gia đình với nhau rồi này nọ thì là cái tần suất lại phải về sống chung với nhau rồi, những cái rất là hay là do mình gần gũi nhiều quá rồi mình cảm thấy chán. Giống như tôi mỗi lần chồng tôi lên tôi nhìn tôi thèm gần chết. Không, mọi người không biết nắm bắt cơ hội đó, lúc nào tình yêu cũng như mới. Bản thân mình á là có nên chiều chồng những lúc mà chồng muốn gì không? Ví dụ như em thấy mệt lắm em mới từ chối thôi, còn có một chút thoáng qua trong đầu suy nghĩ, thí dụ như cái gì nó cũng dễ dàng quá thì người ta sẽ không có còn yêu thích nữa. Hay quá, em giống chị quá đó anh. Dạ. Em nghĩ vậy, thí dụ như trong tình yêu còn cái gì mà để cho người ta chinh phục. Tôi phải nói chồng giá nữa hả? Người ta phải kiểu mình phải cho treo mỏ. Cái đó là khi nào mà xưa mà yêu nhau bồ bịch thì mình còn có thể nói
chị bé cua gắt quá đâm ra nhiều khi tao bị sốc á. Mấy mốt là người ta quen luôn người ta. Không, ví dụ như 10 lần thì mình cho treo mỏ một lần vậy đó, hiểu không? Có khi nào ông đem cái mỏ qua ông treo chỗ khác không chị? Sợ quá. Khi cái mỏ qua chỗ khác mệt á. Nói đi thì cũng phải nói lại, bởi vì khi mà phụ nữ ở gần chồng thì có 1001 việc không tên. Công việc ở nhà có rất là nhiều thứ, là việc nhà, việc cửa, việc đi làm. Đúng rồi. Rồi chăm con các kiểu. Cái... À, công việc. Thì chắc cũng có lẽ là vì một cái số vấn đề nào đó nên mình cũng giảm bớt cái tần suất. Đúng rồi. Ham muốn của mình đi. Thì không biết là chị Trâm có ý kiến sao nè. Nhiều khi mình chăm con, mình làm việc nhà rồi cả ngày quần quật rất là mệt. Dạ. Buổi tối thì chồng cũng muốn mà bản thân mình không muốn. Ủa sao mặt chị biểu cảm quá vậy, giống như em là anh mèo vậy chị? Ừ, không muốn á, bị mệt mỏi á. Cũng có nói là bữa nay em mệt lắm. Đó như em nói đó là thôi để sáng mai hoặc là ngày mai khỏe khỏe đi. Ông mèo ông rất là ngoan. Ông ngoan lắm, mỗi lần mà chị mệt á, chị nói thì ông tự động ông xách gối qua góc ông ngủ. Tồi ha, một sự kìm nén trong tức tưởi. Chị nghĩ thương vợ thì thông cảm thì người ta sẽ thôi. Nếu mà mình có một lời giải thích thì mình sẽ giải thích thôi, còn không thì là mình nhẹ nhàng dịu dàng. Đúng rồi. Không biết là trong cái lúc mà như vậy thì sao ta? Mấy ổng thì cảm giác sao ta? Khi mà mình từ chối mà thẳng thừng. Chị nghĩ chắc không sao đâu, chị thấy sáng ra mấy ổng vẫn làm việc, ông mèo vẫn làm việc bình thường. Không, chị Trâm ơi, mà có những người đàn ông á, thực sự đây là người ta không có nói ra, nhưng người ta đi tâm sự với lại một cái người khác. Có nghĩa là đi tâm sự với một người bạn chẳng hạn, như là em cũng gặp một tình trạng đó. Thì là cái người anh đó thì là cũng nói là vợ của tao là làm cho tao bị mất hứng này nọ. Nhưng mà thực sự nếu mà cứ làm như vậy thì là cứ sai lánh nhau á. Nó bị lạnh nhạt, nó bị nhạt dần á. Người đàn ông đó họ sẽ cảm thấy là họ vô nghĩa với mình á, chứ nếu mà để tình trạng lâu dài là có thể là rạn mất hạnh phúc. Không biết là mọi người vote cho cái phương án nào ha. Em lại chiều chuộng nè, vote cho chị đó. Vì em thấy là nói chung là chị rất là tâm lý luôn. Nếu mà ai làm giống em mà tỷ lệ ly dị tăng cao luôn á. Vợ chồng là mình phải nên có những cái chuyển chuyển nè. Đúng rồi, mình phải có cách nói chuyện với nhau, quan tâm chia sẻ mà hiểu nhau hơn, để mà không nên giấu hoài đúng không chị? Kiểu như thí dụ như mình cũng nên chia sẻ nhau chứ không nên giấu vô trong bản thân đúng mình. Đúng rồi, chính xác, đúng rồi, không được giấu giếm.